chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin Tây Nguyên. Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2019, tại hội trường nhà sinh hoạt cộng đồng Buôn Chư Plang, xã Pâng Trang, huyện Krông Búc, Công an huyện đã phối hợp với Phòng An ninh Đối nội, Công an tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức kiểm điểm các đối tượng vi phạm pháp luật trước khoảng 300 quần chúng nhân dân xã Pâng Trang. Chính quyền đánh giá và vu khống người dân rằng thủ đoạn hoạt động của tổ chức phun rô lưu vong ở nước ngoài trong thời gian vừa qua, các luận điệu tuyên truyền kích động của bọn phản động phun rô để quần chúng nhân dân biết cảnh giác phòng ngừa, kịp thời tố giác với cơ quan chức năng công an, thông báo về hành vi phạm pháp luật và hoạt động của các đối tượng có liên quan đến hoạt động phục hồi tổ chức phun rô, tin lành đề ga, qua đó phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh quốc gia, tích cực cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương ổn định địa bàn, tạo môi trường phát triển kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo. Chính quyền nói rằng các đối tượng vi phạm đã thể hiện sự ăn năn hối lỗi trước bà con nhân dân và chính quyền địa phương, cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật, nếu tái phạm sẽ chịu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Cộng sản Việt Nam. Chính quyền nói cũng như do nhận thức còn hạn chế nên mới bị các đối tượng xấu lôi kéo kích động. Chính quyền địa phương, già làng, trưởng thôn đã đón nhận những người này về với cộng đồng và tiếp tục cùng gia đình giáo dục. Chính quyền nói rằng tuyệt đối cấm không tin, không nghe theo sự xúi dục của kẻ xấu, tức là tổ chức phản động phun rô. Họ nói rằng đang lưu vong ở nước ngoài, không theo tin lành tổ chức tin lành Dega, tổ chức quỹ người thượng MFI trụ sở ở South Carolina tuyên bố người tin lành Tây Nguyên sẽ tổ chức một cuộc diễu hành kéo dài một tuần nhằm kêu gọi tự do tôn giáo. Website của đảng cấp tiến xuyên quốc gia Transnational Radical Party ngày 9 tháng 4 năm 2004 thông báo hơn 150 người bán địa Tây Nguyên sẽ tuần hành bất bạo động để cầu kinh tại Tây Nguyên, chống lại việc chính quyền Việt Nam từ chối quyền tự do được tôn thờ Đức Chúa Trời. Sáng ngày 10 tháng 4, hơn 9.000 người bán địa Tây Nguyên, 4.800 tại tỉnh Đắk Lắk, 4.000 người tại Gia Lai, 300 người tại Đắk Nông. Tính riêng sáng ngày 10 tháng 4 tại tỉnh Đắk Lắk, hàng ngàn người đi từ 30 thôn thuộc huyện Chư Mờ Ga và huyện Krông Anna tràn ra quốc lộ 14, quốc lộ 27, tỉnh lộ 8. Đoàn người tổ chức thành 4 hướng tập trung về trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Đoàn người này mang theo hàng trăm phương tiện công nông, xe máy và các loại khác nữa. Cuộc diễu hành ở khắp 4 tỉnh Tây Nguyên, hàng ngàn người bán địa kéo về tỉnh lệ đòi trả lại đất đai của tổ tiên và quyền tự do tôn giáo. Đáp lại, chính quyền thẳng tay đàn áp, điều động lực lượng quân đội và công an phong tỏa khu vực ngay lập tức, bắt đi hàng chục người bán địa ở Tây Nguyên và tra tấn một số người trong số họ để buộc thú tội và kiểm điểm trước đông người. Đến cuối năm 2001, 36 người thượng đã bị khép vào các bản án từ 4 đến 13 năm tù và 32 người chờ ra tòa. Và hơn 1.000 người bán địa ở Tây Nguyên trốn sang Campuchia, sau đó được công nhận là người tị nạn. Trong thập niên vừa qua đã chứng kiến chu kỳ tiếp diễn của những sau đó, rất nhiều quan điểm bày tỏ sự quan ngại về việc đàn áp và gây khó khăn từ chính quyền Việt Nam đối với người bán địa ở Tây Nguyên trong các vấn đề cư trú và hoạt động văn hóa tôn giáo. Luật sư Nguyễn Văn Đài khẳng định rằng an ninh địa phương độc ác và cho biết những người vợ của các tù đó lập tức triệu tập đe dọa bắt đi tù suốt hàng tuần nếu họ liên hệ với ông. Hệ quả là những người vợ không dám nhận tiền hỗ trợ để thăm chồng tại nhà giam ở Hà Nội và Thái Nguyên. Mục sư Nguyễn Hồng Quang cho biết khi mua đất đai và đẩy hết người sắc tộc bản địa Tây Nguyên vào trong rừng sâu Ayun Tre, ông Ayun Tre trục xuất từ Thái Lan về Việt Nam nói Thái Lan là một nước tự do, nơi chúng tôi có thể gặp mặt và tụ họp, không giống như ở Việt Nam. Rồi Mahlo trục xuất từ Thái Lan về Việt Nam nói
cảnh sát địa phương sẽ không cho phép tôi thực hành tôn giáo của mình. Họ yêu cầu tôi quay lại và hứa với tôi và gia đình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi. Ngay khi chúng tôi vượt qua biên giới Lào về Việt Nam, đó là khi cơn ác mộng bắt đầu. Lo bị còng tay liên tục, bị đánh đập và bỏ đói trong vài ngày. Họ rất bạo lực và tôi muốn họ ngừng đánh tôi. Vì vậy tôi đã ký tên những người thường tạm trú trong rừng rậm tại Campuchia nói rằng thà chết trong rừng rậm của Campuchia hơn là tại Việt Nam mà không có tự do tôn giáo, tự do đi lại, tự do đất đai, tự chủ văn hóa và quyền đất đai. Này thít từng phục vụ quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam nói mọi thứ đều không công bằng giữa người Việt và người thượng. Chúng tôi muốn có chính phủ của riêng mình. Chúng tôi muốn quyền tự trị. Điều đó rất khó khăn. Nguyễn Đồ Quỳnh, hướng dẫn viên du lịch còn lại kinh thượng, chia sẻ đã có vấn đề với người thượng cố gắng chạy trốn sang Campuchia. Lý do tại sao người bản địa Tây Nguyên muốn sống tự trị hơn là sống chung? Chỉ vì chúng ta không thể sống chung với nhau, chúng ta sống riêng là được. Cũng như trong gia đình của chúng ta, sống không có hòa thuận, chúng ta chia nhau mà sống nhưng vẫn coi nhau là anh em và kết nghĩa lại bình thường, không gìn giữ cho nhau, phải tìm cách giải quyết cho hòa bình. Lần cuối cùng, ai đó cố gắng xây dựng một nhà thờ mà không có giấy phép. Chính phủ đã san ủi 4 nhà thờ như một hình phạt. Ingun Knul, khi mãn hạn tù, Bộ Bạch, nhóm của tôi biểu tình 2 lần trong năm 2014 để đòi hỏi lại nhà thờ. Hồi xưa đi lễ thờ Phượng Chúa khó khăn lắm, bị chính quyền cấm một số người thì đất đai tổ tiên ngày xưa để lại cũng mất hết nên đòi lại đất đai của dân mà thôi. Thứ ba nữa là đòi lại quyền con người được sống, được ăn, được mặc, được nói, tất cả quyền đó không còn nữa. Theo điều tra độc lập của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, chính quyền Việt Nam bị cáo buộc cưỡng chế người thượng, từ bỏ chi tôn giáo và đạo Tin Lành, ngừng các hoạt động chính trị hoặc tôn giáo trong các buổi tự phê bình công khai bằng cách cam kết, ký cam kết văn bản. Người thượng mất lòng tin vào giáo hội Tin Lành do chính phủ Việt Nam kiểm soát hoạt động tôn giáo của họ. Theo thị sát thực địa của Time, nhiều người thượng tại Tây Nguyên được phỏng vấn sợ hãi, giấu tên nói, xin đừng nói rằng chúng tôi đã nói chuyện với bạn, nếu không chúng tôi sẽ bị bắt. Cảnh sát nói với chúng tôi rằng bạn đang đến và chúng tôi không nói chuyện với bạn, họ sẽ giám sát lần nữa. Nhưng tôi không quan tâm, chúng tôi cần được giúp đỡ. Kersor Hable, mẹ của Kersor Kirk, thường trú trong một căn nhà siêu vẹo tại Yunva, nói tôi không nhớ rõ mặt Kersor Kirk, đồng thời rất lo lắng. Bạn có biết họ ở đâu không? Chỉ nói về hai con trai khác mất tích sau biểu tình. Phỏng vấn 160 người thượng tị nạn tại Ratanakuri, Campuchia. Họ nói, chúng tôi đến để cộng đồng quốc tế giúp đỡ chúng tôi. Một người thượng nói thêm, thà chết ở đây còn hơn ở Việt Nam. Một người đàn ông 40 tuổi, Gia Lai, tị nạn nói, cảnh sát và quân nhân và người Việt đã đến làng của chúng tôi. Và họ đá vào cửa nhà của chúng tôi, tấn công chúng tôi. Sài Gòn Mai, một phụ nữ người Mỹ gốc tượng 23 tuổi, phân tích theo chính phủ Việt Nam, gốc rễ của tình trạng bất ổn dân sự hiện nay là những kẻ kích động nước ngoài, bao gồm những người lưu vong chính trị đề gà và cựu binh Mỹ, khuyến khích các bộ lạc đòi quyền tôn giáo và đất đai tổ tiên. Lực lượng đặc nhiệm Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào các tân binh bộ lạc vùng cao nguyên để chống lại du kích Việt Cộng thời chiến tranh Việt Nam, đã thành lập một liên minh với DK trước đây. Chính quyền Hà Nội hiện tại cảnh giác với những người Mỹ muốn đến thăm vùng Tây Nguyên. Lịch sử chiến tranh, khi chiến tranh kết thúc vào năm 1975, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thiết lập các chính sách phân biệt giai cấp, đặc biệt là khu vực miền Nam đã buộc phải từ bỏ nghề nghiệp của họ, phần lớn họ trở thành xe ôm và lao động chân tay giống như người Việt học thức trong khu vực. Chú tôi đã bị tước chứng chỉ giảng dạy khi người Cộng sản giành chiến thắng. Nhưng không giống như họ, khi ông có thêm cái nặng về phân biệt sắc tộc và chủng tộc, một số người cho rằng những hoạt động do Kersor Kirk phát động
là sai trái và họ là nạn nhân của sự việc này. Siêu Huế, bí danh Ma Thái, cam kết sẽ về nói với đồng bào từ bỏ Kinlandega và mong muốn nhà nước tha tội. Một người cao niên tại xã Gia Brái thuộc huyện Gia Va nói, Buôn Rái là nơi sinh của Sorokirk nên y muốn dựng nên một điển hình. Cả buôn cùng chỉ 19 người tham gia, hầu hết là anh em họ hàng. Ông Athek bị Campuchia trục xuất về Việt Nam. Theo phỏng vấn của người lao động, một số người bán địa Tây Nguyên, địa phương tham gia biểu tình vì bị đe dọa tính mạng hoặc được cam kết tài trợ. Mục sư Siêu Bách tại xã Chữ Á cho biết đó là sự xuyên tạc trắng trợn vì bản thân được tấn phong mục sư và hơn 10 năm làm quan niệm mà chưa bao giờ gặp cản trở trong hoạt động tôn giáo. Mục sư Siêu Kim tại xã Yamrun nói điều đó hoàn toàn trái với thực tế. Mục sư Cờ Liêng ở Sơn tại xã Lát khẳng định rằng nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo là một sự vu cáo bịa đặt. Mặc dù không có một bằng chứng nào về việc Phun Rô hay bất kỳ một nhóm kháng chiến người thượng có xu hướng ủng hộ bạo lực nào khác đang tiếp tục hoạt động ở Tây Nguyên, chính quyền vẫn nhìn rất nhiều người thượng không chịu theo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, bất chấp sự thực là không có một bằng chứng cụ thể nào về Phun Rô. Chính quyền có thông lệ đưa nội dung lên án và từ bỏ Phun Rô vào các buổi kiểm điểm công khai trước dân. Các cuộc vận động của chính quyền bao gồm những nội dung tuyên truyền rất nặng nề, cán bộ đứng ra tập hợp các cuộc meeting quần chúng ở cấp buôn làng hoặc cấp xã, trong đó những người bị coi là ủng hộ Tin Lành Đề Gà bị đưa ra trước đám đông để cán bộ và dân làng phê bình có tính chất xây dựng. Rồi họ sẽ tự nguyện từ bỏ đạo và thú nhận lỗi lầm. Cũng theo mô hình tương tự, các tòa án trong tỉnh thường xuyên tổ chức các phiên tòa lưu động để xét xử những người bị truy tố với tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, khiến hàng trăm người tụ họp ở trung tâm xã để có số người tham dự đông hơn và nhấn mạnh thông điệp cảnh báo những người khác đừng theo Tin Lành Đề Gà. Một phần khác của chiến dịch đàn áp là PA43 triển khai các chuyên án phối hợp với công an tỉnh bắt giữ và thẩm vấn những người bị họ nhận diện là hoạt động chính trị hoặc là tin đồ Tin Lành Đề Gà. Một số người bị chính thức khởi tố, bắt giữ, xét xử và bỏ tù với những tội về an ninh quốc gia, ví dụ như phá hoại đoàn kết dân tộc, điều 87 của Bộ Luật Hình Sự, còn những người khác bị buộc thú tội trong các cuộc kiểm điểm trước dân, sau đó bị giám sát chặt chẽ. Ngoài ra, công an tiếp tục giải tán các buổi tập trung cầu nguyện ở nhà thờ tại gia của những tín đồ cơ đốc người thượng thuộc các nhóm tôn giáo độc lập hoặc không có đăng ký tư cách pháp nhân nằm ngoài Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Trong thập niên vừa qua, chính quyền Việt Nam tiến hành hàng loạt vụ đàn áp nhằm ngăn chặn các hoạt động tôn giáo độc lập và tổ chức chính trị của cộng đồng người thượng cơ đốc giáo. Các đơn vị công an tinh nhuệ được điều động để truy quét và bắt giữ các nhà hoạt động người thượng bán địa Tây Nguyên đang trốn tránh, cũng như khóa đặt đường biên giới Campuchia và Việt Nam để ngăn chặn người tị nạn đào thoát khỏi Việt Nam đến Campuchia và Thái Lan. Trong những vụ đàn áp này, chính quyền đã có những hành động hiển nhiên vi phạm các quyền con người cơ bản, bao gồm việc tùy tiện bắt giữ, bỏ tù và tra tấn. Cán bộ chính quyền dọa nạt hòng ép buộc người thượng từ bỏ tôn giáo của mình, cam kết trung thành với chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Công an sử dụng bạo lực trên mức cần thiết để giải tán các cuộc biểu tình, phần lớn là ôn hòa, diễn đến cái chết của những 8 người thượng trong vụ biểu tình vào tháng 4 năm 2004, cũng như làm nhiều người khác bị thương và chết trong khi bị bắt, giam giữ nhiều đợt. Chính quyền hạn chế đi lại trong khu vực Tây Nguyên, cấm tụ họp đông người và hạn chế liên hệ bằng điện thoại với nước ngoài. Cùng thời gian này, chính quyền đã tiến hành một số cải cách để giải quyết những mối bức xúc của người thượng, bao gồm chương trình của chính phủ giao đất cho các hộ nghèo, dân tộc thiểu số bán địa Tây Nguyên, cải thiện điều kiện giáo dục và phát triển kinh tế tại những vùng nghèo đói. Công an được cử xuống cắm bản để theo dõi động thái của những người bị tình nghi là lãnh đạo người thượng và ngăn ngừa dân trốn sang Campuchia và Thái Lan, đồng thời tham gia triển khai một số dự án cộng đồng như hỗ trợ người dân canh tác và vệ sinh thôn bản. Các diễn tiến theo lịch trình dưới đây, tổng hợp từ tin bài của báo chí Việt Nam, dịch vụ tin điện phương Tây và các nguồn tin từ người thượng
bắn địa trốn qua Thái Lan và Campuchia, thể hiện một chính sách tiếp diễn nhằm chấn áp các hoạt động tôn giáo và chính trị độc lập ở khu vực Tây Nguyên trong 10 năm qua. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.